Chào các bạn, trong video này theo yêu cầu của một số bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa và kiểm tra cái đèn công bắc hoặc là cái đèn chữ U. Thứ nhất thì các bạn có thể cấp nguồn vô nha. Các bạn dùng cái đuôi đèn tròn E27 ha. Như cái này nè, mình thấy không? Đây là những đèn sáng bình thường. Còn đối với những cái đèn mà nó bị hư á, là nó không phát sáng, thì các bạn xử lý và kiểm tra như thế nào? Đây, những cái đèn này nè, nó bị hư ha. Thì mình tiến hành mình tháo ra mình sửa chữa. Một số các bạn hiện nay á, người ta chuyển sang dùng đèn LED rồi, và còn một số gia đình vẫn còn sử dụng những cái đèn này, hoặc là các bạn trang trí cho hồ cá, những cái đèn mà màu tím hoặc màu sắc nhiều màu á, trang trí khá đẹp ha, thì nó cũng dùng những cái loại đèn chiếu như thế này. Thì sau đây mình tiến hành mình tháo cái đèn này ra rồi kiểm tra mấy cái chấn lưu điện tử nha. Thì trước tiên, như một cái đèn hư á, thì các bạn cứ tháo, dùng một cái dao á, các bạn nạy ra, có cái khớp chỗ này nè, mình cứ nạy theo rãnh nè, không thằng bảy nó lên là tách ra được. Ở đây nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất á, là phần bóng đèn. Ở đây nó sẽ có hai cái ống thủy tinh hình chữ U, hoặc là có một số là 3U hoặc 4U, nói chung là tùy thiết kế của cái đèn đó, cái công suất bao nhiêu á thì nó sẽ thiết kế, nhưng mà nó được nối liền mạch với nhau. Nè, cái ống này á nó nối liền mạch nha, nó không được tách rời nha các bạn. Trường hợp mà cái đèn của bạn á nó bị đứt gãy cái này á, là chắc chắn là nó không bao giờ nó sáng nổi. Thì nó dựa trên cái quá trình mà phóng điện. Rồi tiếp theo ở đây á, mình sẽ kiểm tra như thế nào. Ở đây sẽ có hai cái tim đèn. Còn đây là cái ba lát tăng phô hoặc là cái chấn lưu điện tử. Nói chung là cái bo mạch này á, có nhiều tên gọi nha. Thì nó sẽ cung cấp cái đèn áp nung tim, rồi phô tạo sự phóng điện bên trong cái đèn này. Nó sẽ nối như với nhau qua các đầu dây này. Thì trước tiên á, các bạn, cái đèn hư á, thì các bạn có thể kiểm tra hai phần. Thứ nhất là phần tim đèn nè, coi cái đèn của mình á, nó có bị đứt không, hoặc là cái dấu hiệu bị cháy, bị đen cái này không. Thì mình kiểm tra cái tim đèn trước, mình đo tổng trở trước. Tiếp sau đó mình kiểm tra cái điện áp đốt tim hay điện áp nung tim của cái ba lát chấn lưu điện tử này, coi có hay không. Trường hợp nó không có là tức nghĩa là cái bo mạch nó hư. Hư thì mình phải kiểm tra cái linh kiện, như cái điện áp chỉnh sau chỉnh lưu nè, coi có hay không. Nó bị chập, bị cháy bốn con diode chỉnh lưu này không. Rồi cái điện áp cấp nguồn cho nó nè, sau tổ lọc nguồn nè. Đồng thời với các bạn phải kiểm tra thêm cái điện áp sau chỉnh lưu nha, coi nó ra có ổn hay không. Cuối cùng là các bạn đo cái điện áp nung tim. Rồi sau đây mình sẽ làm tuần tự từng bước để các bạn kiểm tra. Mình giả sử đi, cái đèn này nó hư đây. Trước tiên á, các bạn phải đo tổng trở giữa hai cái tim đèn trước, coi cái tim đèn của mình bị đứt hay không. Rồi ở đây mình dùng một cái đồng hồ số nha các bạn. Mình chuyển qua cái thang đo mà chuông á, đã báo thông mạch hay không. Trường hợp nó, cái tim đèn nó bị đứt á, nó sẽ không có báo, không có phát ra chuông. Nè các bạn cứ kẹp nguồn vô, bạn chích vô ngay cái chỗ tim đèn nha, từng vị trí cái tim á. Đây là hai tim đèn của nó.
À, các bạn thấy không? Nó sẽ kêu phát ra loa, đồng thời nó có báo cái tổng trở của nó. Đây là tổng trở của cái tim đèn của mình nha. Thì mình đo được khoảng 13,1. Như vậy là cái tim đèn của mình là không bị đứt. Các bạn đo hai tim luôn nha. Nè, cái tim thứ hai của mình đó cũng ok. Rồi, đến cái bước này á, là các bạn xác định được là cái đèn của mình, tim đèn của mình, phần đèn này á, là nó tốt, nó chắc chắn nó không bị hư. Hư ở đây á, là nó hư cái tăng phô hoặc ba lát điện tử nè. Chính là nó hư với cái phần mạch này. Thì mình sẽ tháo ra mình kiểm tra. Thì đa phần á, nó sẽ được sống như thế này. Thì mình lấy cái kềm á, hoặc là mình mở ra nha các bạn. Mở này ra, mình sẽ lấy được cái bo mạch ra. Mình tách rời cái phần đèn và cái phần ba lát chấn lưu điện tử ra ngoài. Rồi đây là một số cái ba lát điện tử khi mà các bạn tháo ra. Đây là cái ba lát đèn rạng đông 50W nha. Cái bo mạch này thế hệ cũ nó dùng cái linh kiện chân cắm. Một số mạch đó, nhưng mà nó sẽ cải tiến linh kiện dán SMD điện qua 50W luôn à. Chân cắm chỉ có một số con linh kiện rời thôi, chứ còn đa phần nó dùng như chở dán nè, rồi đi ốp nè. Rồi để mà kiểm tra sửa chữa một cái bo mạch nguồn chấn lưu điện tử á, thì các bạn nhìn phải biết sơ qua vào một số linh kiện của nó, như cái cổng đầu vào AC 220V. Đây là cái đầu vào của nó, hai dây điện nè, bên trong nè. Thì nó sẽ qua 4 con diode. Ở đây nó có một cái tụ vàng vàng nha các bạn, cái tụ chống sét của nó luôn, chống sét đầu vào luôn nè. Ở đây là mình có, sẽ có 4 con diode nha các bạn. Có tác dụng là chỉnh lưu cái điện áp từ 220V thành cái điện áp DC khoảng hơn 300V, cấp nguồn cho mấy cái mạch này. Trong mạch này á, nó có hai con linh kiện chính, đó là IC 13003 hoặc 13005 nha, tùy cái dòng của nó. Đây là hai IC chính của nó, nó nằm hai bên. À, hai con này nè. Rồi tiếp theo đây á, cái linh kiện lớn nhất của mình đó là cái, đây là cái cuộn dây của nó, các bạn nhìn thấy không? Nó chỉ có 4 chân thôi, 4 chân và chủ yếu là 2 chân nối chung với nhau. Đây là cuộn dây ha. Và một số tụ gốm. Thì đây á, các bạn kiểm tra như thế nào? Thứ nhất á, các bạn kiểm tra cái phần nguồn trước cho mình. Các bạn đo luôn cái điện áp thẳng trực tiếp, cái điện áp nung tim hay có hay không nha. Đây, mình cắm cái đuôi đèn vô. Thế thì cái điện áp nung tim của nó thì các bạn đo ở đâu? Đo hai chân bìa cái này nè các bạn. Đây là chân bìa cái này nè, hai chân bìa ngoài cùng nè. Đo cái này các bạn đo AC cho mình nha, dòng AC. Hai vị trí hai chân bìa. Ở đây các bạn cũng làm tương tự ha. Thì các bạn cứ đo kiểm tra, nếu mà có điện áp mở ra là bo mạch của mình đó chắc chắn là nó hoạt động tốt, cái chấn lưu của mình đó.
Còn những trường hợp mà các bạn mà đo mà không có hoặc mất áp á, thì tất nhiên là cái bo mạch của mình nó hư rồi, thì mình phải tiến hành mình kiểm tra, mình sửa chữa. Đây hai chân bè nè, hai cái chân này á, nó nối tim đèn nha. C1, C2 nè, C3, C4 nè. Các bạn đo C1, C4 nó cho mình luôn vị trí này. Hai cái chân bè ha, đo cái điện áp. Thì đây là cách mà để mình test nhanh coi cái chứng lưu điện tử hoặc cái ba lát điện tử của mình đó có hoạt động tốt hay không, hoặc là có còn hoạt động hay không, hoặc hay bị hư rồi. Ở đây mình lưu ý cho các bạn là trong quá trình đo các bạn phải cẩn thận nha, không được làm chạm chập nha, tại vì cái điện áp của mình nó bị giật nha. Các bạn lưu ý cái này khá nguy hiểm. Rồi, các bạn chuẩn bị cho mình một cái ổ cắm. Với cái bo mạch này á, các bạn đo trực tiếp cái điện áp ngõ ra luôn, cái mức AC hai chân bìa, chân 1, chân 4. Mình cấp nguồn vô nha. Các bạn cho mình dùng cho mình một cái đồng hồ á. Thứ nhất là các bạn chuyển cái thang đo, chắc chắn là nó cái mức AC của nó không có cao lắm. Thì các bạn chuyển cho mình cái mức khoảng 250V AC. Nếu cao quá thì các bạn có thể chuyển cái thang đo vị trí thấp hơn. Đây, mình chân 1, chân 4 AC. Các bạn thấy không? Kim nó lên, nó nhích lên. Để mình zoom lên cho các bạn thấy. Lưu ý là cẩn thận nha các bạn, nó có thể bị giật á. Đo tuyệt đối các bạn đo đúng chân nha, các bạn đừng để rung tay hoặc là chạm chân á, nó chập cháy nổ. Ở các bạn thấy không, cái mức mình đo được á là khoảng gần 30V nha các bạn. Ở đây mình sẽ giảm cái thang đo xuống khoảng 50 đi, 50V AC. Rồi mình tiến hành mình đo điện áp mông tim. Các bạn thấy không? Kim nó nhích lên khoảng 30 luôn, 28, 29 gì á. 30V AC nha, như vậy là đã có rồi nha. Thì lúc này á, các bạn có thể đo được cái chân chân số 1, chân G1 nè, chân ngoài bìa cùng quá. Với chân số 3, nó điện áp nó cũng có luôn, áp AC nó cũng có ha. Nó hơi thấp hơn so với chân bìa ngoài bìa. Chú ý các bạn đo cái chân 1, chân 4 cho mình, hai chân ngoài bìa á, là nó lên cái điện áp. Cái có là chắc chắn là cái ba lát chứng lưu điện tử này nó hoạt động tốt. Là đây là cách mà các bạn test nhanh thôi. Trong những cái trường hợp đo không có cái điện áp ngõ ra ở hai chân bìa này, thì các bạn kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái điện áp đầu vào nè, coi có hay không cái điện áp sau chỉnh lưu nha. Như ở đây á, mình có 4 diode chỉnh lưu. Hai cái chân này á, nó sẽ nối vô cái tụ. Đây là tụ lọc nguồn ha, sau chỉnh lưu. Là tụ lớn nè. Cái giá trị của mình là 15400V nha các bạn, điện áp sau chỉnh lưu. Thì mình phải đo được cái điện áp khoảng là hơn 300V DC nha. Cái mình đo cái mức DC cái này coi có hay không. Trường hợp á, nếu mà có cái điện áp này, không có cái điện áp ngõ ra,
thì các bạn kiểm tra hai con ISO này 3 hoặc 13005. Nói chung là tùy cái đèn nha, coi công suất đèn á, có thể là 13001 là đèn nhỏ thôi, nhưng mà đa phần từ 13003 trở lên. Đây là hai con ISO nè. Những cái trường hợp này á, thì các bạn tiến hành đo nguội cho mình thôi. Đo nguội là các bạn xác định được cái con ISO này sống hay chết rồi. Thì đây cái mức mà đo nóng á, thì mình chỉ đo cái điện áp sau chỉnh lưu cầu khoảng là 310 VDC và cái điện áp AC ngõ ra khi mà các bạn đo nóng. Còn trường hợp mà cái này đo đã có rồi mà điện áp ngõ ra cũng không có thì các bạn kiểm tra hai con IC này cho mình. Thì tiếp đây mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp này coi nó có hay không ha, điện áp sau chỉnh lưu để mình phòng cái trường hợp á. Cái nguyên nhân á các bạn, nó có cái tụ chống xét ở đây nè. Trường hợp mà nó bị chập bị ấy là nó sẽ ngắt mạch nha, nó thay cái cầu chì á. Nếu có tụ chống xét đây. Mấy tụ vàng vàng đây nè. Nè, cái tụ nó vào á nha các bạn. Thì mình phải đo coi có điện áp ngõ ra sau chỉnh lưu hay không. Bây giờ mình sẽ chuyển về cái thang đo DC. Các bạn cấp nguồn vô. Rồi mình gạt qua thang đo DC. Các bạn đoán được là chắc chắn là nó hơn 300V rồi. Thì mình sẽ đo vặn mức 1000V DC. Rồi bạn chích vô. Đây các bạn thấy không? Cái kim của mình nó sẽ nhích lên vào khoảng là 300 VDC. Như vậy là có cái điện áp sau chỉnh lưu. Lưu là tốt nha. Đó. Đến đây á thì các bạn có thể xác định được phần nào tốt. Còn trường hợp mà các bạn không đo được áp ngõ ra nữa thì các bạn móc hai cái con IC này ra rồi các bạn kiểm tra. Thì trong một số đèn á, thì nó sẽ có cái cấp điện áp khác nhau. À, như mấy cái đèn mà cũng là đèn rạng đông ha. Đây mình sẽ đo cái mức AC của cái đèn này thử coi. Nó ra không bao nhiêu ha. Thì trước tiên thì các bạn cứ cấp nguồn vô thôi. Đo chân 1, chân 4, hai chân ngoài bìa cùng quá. Rồi, các bạn vặn lên. Nó khoảng dưới 50V thôi. AC. Đo điện áp cái ngõ ra. Nếu mà có thì chắc chắn cái chấn lưu này nó tốt. Còn trường hợp mà không có là nó hư một trong hai con IC hoặc là hai con cả hai con IC luôn, nó cháy ha. Thì vì đa phần á mấy cái mạch này á là hai con IC này nó rất hay hư. Nè. Ở cái trường hợp này á mình đo được là khoảng là 18 VAC nha các bạn. Như vậy là có cái điện áp ngõ ra là các bạn chắc chắn là các bạn khẳng định được là bo mạch này tốt. Rồi tiếp theo đây á, trường hợp mà không có cái điện áp ngõ ra thì mình kiểm tra cái gì? Các bạn kiểm tra cho mình hai con transistor công suất hay là cái con transistor do tạo dao động đó các bạn. Ở đây mình có hai con ha, 13003 hoặc 13005, tùy cho mạch nó sử dụng là loại nào. Đây hai con này thì các bạn có thể đo trực tiếp hoặc các bạn tháo rồi ra, các bạn đo như đo transistor bình thường thôi. Dựa vào cái sơ đồ chân của nó, bên ngoài cùng nha các bạn, chân bìa của nó là đa phần là nó được thiết kế là chân B nha, chân B rồi E, C hoặc B, C, E. Thì các bạn có thể tra datasheet á, coi cái chân B nằm đâu, chân E nè, chân C nằm đâu. Còn không á thì các bạn cứ mò, các bạn chích đại vô. Ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ mình đo
cái mức đo diode để mà kiểm tra. Thì đây là cách kiểm tra nhanh thôi. Nè, nó có ba chân nè. Bật thang đo diode. Mình chích vô chân bìa trước. Cái này tổng trở nó sẽ báo cho các bạn thấy là khoảng một chiều lên, một chiều không lên. Đo thuận đo ngược nha. Nè, mình đo hai chân bìa trước. Đây là chán to tạo dao động. Nè, các bạn đo hai chân bìa trước cho mình. Nó sẽ không lên nha. Các bạn đảo ngược quay đo lại, nó sẽ lên. Nè, các bạn thấy không? Giá trị của mình đo được là khoảng là 462 ohm. Còn theo lời khuyên của mình, nó chính xác nhất á, là các bạn phải nên tháo cái con IC ra. Các bạn tháo ra ngoài khỏi bo mạch. Các bạn đo xong rồi các bạn hàn lại nha. Tại vì cái này á, tháo ra cũng dễ, nó không có khó lắm. Các bạn trong cái hàng nó nóng á, để các bạn chích qua chích lại ha. Tắt đều cái mỏ hàng á. Là mình nhích ra đây. Đẩy cái chân nó xuống, ba cái chân đẩy đồng đều xuống là nó ra thôi. Rồi. Nó ra nha các bạn. Giờ mình việc tháo ra thôi. Đo một chân lên, một chân không lên. Nè, chân 1, chân 2 nha. Chân này là không lên. Mình đảo chiều quay đo lại. Rồi, giá trị nó ra là 469 ohm. Là tốt. Đảo là cái chân 1, chân 3. Một chiều không lên. À, chân 1, chân 3 này á là 479 ohm. Một chiều lên, một chiều không lên. Và cái giá trị điện trở của mình á, nó dưới 500 ohm. Như vậy là con Chainstore này chắc chắn tốt nha các bạn. Thì trường hợp mà các bạn đo bị đứt á, không có lên tổng trở hoặc bị chạm chập á, là chắc chắn là các bạn phải thay con Chainstore này rồi. Khi mà các bạn thay vô á, các bạn kiểm tra luôn hai con nha. Tại vì trong mạch chỉ có hai con chân to thôi. Đồng thời các bạn kiểm tra luôn cho mình cái mấy con điện trở. Nó có một số điện trở của nó, điện trở phân cực á. Các bạn đo nha, coi cái nào bị đứt cháy gì đó. Các bạn nhìn cái vòng màu á thì các bạn xác định được ha. Hoặc đối với một số mà con dùng linh kiện dán 5D á, thì các bạn nhìn cái mã số của nó. Như ở đây là một R5 nè, 100 mà. Các bạn tìm đúng linh kiện của nó, các bạn trường hợp mà nó bị cháy điện trở thì các bạn thay vô cùng với chỉ số của nó thôi. Rồi sau khi mà các bạn sửa chữa xong, kiểm tra xong á, thì các bạn thay linh kiện vô. Chắc chắn là cái điện áp mở ra có rồi, các bạn chỉ cần ráp lại thôi. Nối vô hai tim đèn đúng vị trí thôi. Rồi các bạn cấp nguồn vô, các bạn test. Trường hợp nó sáng ok thì các bạn mới đóng đèn vô ha. Là hoàn thành xong quá trình sửa chữa một cái đèn compact. Rồi, và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà đo đạc kiểm tra sửa chữa cái đèn compact như thế nào. Từ cái kiểm tra hai cái tim đèn và cái đèn áp đốt tim của cái ba lát chấn lưu điện tử này. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì đó, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.